Hey hey hey, xin chào mọi người. Như đã hứa, Jay đã quay trở lại ngày hôm nay thứ bảy. Thì cũng hơi rảnh rảnh cho nên nó là hẹn với con model ra ngoài đây mình làm móng ha. Đây nè, đó, Long Coffin. Đây là màu số 10 ha. Jay sử dụng cái màu này cho các anh chị thấy là lên tay nó rất là dễ thương, rất là tự nhiên ha. Cái màu trong hộp rất là đậm tại vì nó có nhiều cái thiếp nó chồng lên nhau cho nên nó mới đậm ha. Nhưng mà ở ngoài nó cũng hơi hồng hồng chứ không có vàng giống vậy đâu. À, ý chị nói đây là tại vì trên màn hình á nhìn nó hơi khác chút xíu ha. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái một cái mẫu này rất là đơn giản, chỉ cần viền cái thiếp box nè. À, rồi xong rồi bỏ cái chrome cái flex lên ha. Những cái gọi là cái gì rose gold flex lên trên đó. Rồi cái mẫu này cũng đơn giản thôi, tại vì cái thiếp đã có màu sẵn thì mình rất là hạn chế, mình không có cần phải sơn hai cái lớp màu treo lên ha. Cái ngón tay của cô này thì cũng rất là ngắn, chỉ có mình ngón cái là nó hơi dài tới đây thôi, còn những ngón này nó hơi ngắn nên nhìn nó hơi see through ha. Cho nên cũng cho các bạn biết là nếu như mà mình làm những cái như thế này thì có thể mình sẽ phải quét treo từ ở dưới đi ra luôn để cho nó một cùng một màu ha, nó không có bị nhìn giống như vậy. Hoặc mình có thể để design giống như cái mẫu này, cái móng này nó có màu sẵn rồi thì mình vẫn vẽ design ở trên được để chứ không có thấy những cái đường này vậy đó. À, ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào ha, mình tiến hành mình làm liền nha. Okay. Rồi, chị sẽ chùi sơ một lần nữa tại vì hồi nãy đã rửa tay rồi. Nhưng mà tại vì ngồi nãy giờ có thể là cô ta bóc vào mặt của cô ta, tại vì chơi phải làm một tay trước thì có thể nó hơi bị dầu chút xíu, thì chơi sẽ chùi sơ. Rồi bây giờ chơi sẽ đẩy cái cuticle nha. Đó, sử dụng cái này đẩy trước. À, mọi người chắc thấy cái máy vàng vàng ha. Đó, máy này là máy mới nha các anh chị. Đó là Rosa, máy này là cái máy của Hàn Quốc, rất là mạnh, rất là nhẹ. Ồ, rất là bền nha, để cho chơi chạy thử cho các anh chị xem nha. Đó, cái hộp này là hộp Dragon Beat mới nha. Hôm qua chị có lên live để mà hướng dẫn các anh chị cách sử dụng từng cái nè. À, vì hôm nay chị sẽ sử dụng cái đầu này trước. Để mà mình đẩy cái viền, mình tách cái viền móng ra ha. Ok, để zoom in cho các chị xem. Rồi, mình sẽ mở máy lên. Cái máy này rất là mạnh, cháy đẩy cuticle, mình đẩy cái viền lên á, cháy chạy chỉ có số 1 thôi. Cho nên các anh chị thấy được sự khác biệt giữa các loại máy khác nhau. À, cái này số 1 mà nó còn chạy nhanh như thế này. Có nhiều máy á, mình mở lên số 3, số 4, số 5, 7, số 8, nó vẫn nhẹ nha các anh chị. Đó, mình thấy được sự khác biệt giữa các loại máy khác nhau. Các anh chị nào mà làm nail mà mình dũa nhiều á, thì mình nên mua cái máy này, mình đầu tư tiền vô cho một cái máy mà nó chạy nhanh. Khi mà nó chạy nhanh mà nó sử dụng ít, giống như là cái số mà ít á, thì nó sẽ ít sử dụng cái điện của mình hơn. Thì cũng giống như các xe điện vậy đó các anh chị, xe hybrid ví dụ như xài xăng hay với lại xài điện cùng lúc thì dĩ nhiên xăng nó sẽ đỡ tốn hơn, thì cũng giống như vậy đó. À, mình sẽ đẩy, mình tách lên cái viền móng của cô này cũng không có phải là nằm sát gì cho lắm, nhưng mà cũng đẩy được những cái phần da chết nằm ở trên mặt móng. Đây, cái móng tay của cô ấy bị cắt, bị thương ở đây, cho nên cũng phải cẩn thận ha. Rồi, bây giờ chị sẽ bỏ cái đầu diamond vào và mình đi làm sừng mặt móng bằng cái đầu diamond này ha. Rồi, chơi cũng sẽ chạy số 1 luôn. Cái máy này chỉ cần chạy số 1 và các anh chị đó. Thấy nhanh mà mạnh, nó không có bị dừng lại luôn. Máy mới, anh chị nào mà có muốn mua cái máy này thì cứ bỏ ghi vô là muốn mua máy dũa. Thì một lát nữa chơi sẽ bỏ cái link vào trong cái comment cho các anh chị để các anh chị có thể mua máy ha. Mình đẩy cái viền móng lên như vậy, khi mình đưa cái đầu này vào để mà mình đẩy những cái da chết xung quanh cái viền móng nè, cũng như là mình làm sừng móng nó rất là dễ dàng. Cái móng bây giờ mình không có cần phải cắt da luôn các anh chị,
mình cắt làm chi cho mệt nha. Mình đẩy ra mình đập lai cái sản phẩm lên trên cái mặt móng chứ mình đâu có đập lên da đâu. Đó, các anh chị thấy không? Nó rất là sạch nè. Bông lên hết, sạch banh, sạch bóc luôn. Bây giờ sẽ phủi bụi bớt. Đó, những cái phần da như vậy thì chơi mấy tỉa nó nè. Đó, như cái này thì chơi tỉa cái lẹ. Đó. Rồi bây giờ là mình phép cái tip nha. Chị sẽ bỏ từ giấy trắng sạch lên đây. Đó. Giờ là những cái tip này chị sẽ bỏ xuống đây. Chị lựa ra sẵn hồi nãy cho cái bàn kia đó, sẵn lựa luôn cái này. Đó, ngón giữa, ngón cái đâu. Giờ chị sẽ sử dụng cái chai acetone ha. À, phải sử dụng cái cọ nè. Cọ friend huyền thoại nha. Rồi vô đây. Bây giờ sẽ lao ở phần dưới. Mình chùi mình làm sần cái phần dưới nè. Chỉ cần lấy ít acetone nữa các anh chị. Nó chùi như vậy nè. Nên nó rít là ok nè, thấy không? Chùi vào. Rồi bây giờ ngón cái nè. Nó có màu sẵn các anh chị. Nên mình cũng không có phải lo gì cho lắm. Không có phải lo là mất thêm thời gian để sơn màu và kiếm những cái màu neutral này cũng rất là khó nha các anh chị. Cho nên nó sẵn, có màu sẵn cho các anh chị luôn. Anh chị nào thắc mắc cái màu số mấy thì đây là màu số 10 ha. Thì RX móng màu số 10. Ok, đó, các anh chị thấy không? Sự khác biệt giữa cái trong và cái bị sần ha. Đã được làm sần. Và bây giờ chị sẽ bỏ cái 1 và 2 lên. Đây là hai chai này không thể thiếu khi mình gắn móng mút nha. Này số 1. Không khử dầu nha. Mình sẽ bỏ lên. Đó, mình quét một lớp lên như thế này. Rồi mình sẽ bỏ một lớp tạo độ dính lên nha. Có hôm bữa có cái chị kia phải hỏi là trời ơi có nhiều khách nào hay quýnh lộn thì móng này có bền hay không. Chị mới trả lời nó trời đất ơi, quýnh lộn móng bột nó còn dăng nữa mà huống chi móng này. Đó thì quýnh lộn thì đừng có nên làm gì hết trơn, kêu tháo móng đi, đừng làm gì hết. Rồi bây giờ chị sẽ sử dụng cái brush on gel nha. Đây, để mà bỏ lên đây, quét một lớp trước. Sau đó là lấy một số ít gel để lên đây. Rồi, cái móng người ta mà dài, cái bao tay bự thì mình bỏ nhiều thêm. Bây giờ tôi sẽ để lên đây nha. Bỏ đèn lên trước nè các anh chị. Đặt ngay chỗ gần khi đi cô cách màu cộng tóc nè. Đó, mình đè nó xuống ra tới đầu móng ha. Rồi, bắt đầu mình đưa vào đèn thôi. Nimbus nè. Cái thiệt chị thấy có dễ làm không? Nếu mà gắn lên mình hơ đèn vậy xong rồi mình bỏ vô cái đèn lớn mình hơ 60 giây nữa là xong. Mình giũa cuticle, còn nếu không thì cứ bóp giũa shape rồi mình bỏ vô rồi xong rồi mình sơn thôi. Vậy thấy không? Rất là đẹp. Ok, mình qua tới bên đây. Để tay này. Quét cái này lên nha. Mình để treo làm sao cho nó tập trung ở giữa các anh chị. Đó, khi mình bỏ cái đèn, mình bật cái đèn lên xong thì mình đưa xuống cái đèn thôi. Dễ dễ lắm. Chùi cộng tóc ra như thế này. Cái natural, những cái móng màu natural này á thì RX màu. Nó phần cuticle nó đã mỏng sẵn nha các anh chị, rất là mỏng. Ở ngoài nó sẽ dày cho nên các anh chị không có lo nó sẽ bị gãy. Rồi bây giờ mình sẽ cắn móng giữa nha.
móng của ông cô này cũng hơi bị méo méo chút nhưng mình phải cẩn thận ha. Mình gắn sao cho nó thẳng ra. Đó, mình đưa vô đèn cái. Các anh chị thích cái màu này không? Ok, tiếp. Quét lên. Chút xíu nữa. Rồi bỏ vô. Mở đèn lên để sẵn nè. Như mình để ngay chỗ cách một cọng tóc, chỗ cuticle nè. Mình đè xuống ha. Nó thiếu một bên phải không? Mình dỡ lên lại, mình lấy ra. Quét cái bên này chút. Quét lại. Rồi đưa lên lại cái một cọng tóc nè. Đó, như vậy. Cho nó ra ngoài đều ngoài móng nè. Đưa lên hơi đèn. Rồi, các anh chị nào mà muốn giống như là cái màu này mà nó bị sợ bị thấy, các anh chị cứ quét treo thẳng ra ngoài, ra ngoài đầu móng luôn. Sau đó mình sẽ bỏ thêm cái top coat ở dưới á, để cho nó không có bị hai màu như vậy ha. Thì cái móng màu lợt mà thì mình phải chịu thôi. Cái tip màu neutral thì nó sẽ như vậy ha các anh chị ha. Đó, nếu mà các anh chị không muốn thấy thì các anh chị cứ quét thẳng treo đi ra ngoài. Tới đây cái bắt đầu mình tắt đèn, mình có thể cầm ngay cái chỗ này nè. Rồi mình quét treo đi ra ngoài đầu móng là nó sẽ không còn thấy hai màu nữa ha các anh chị ha. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó hết ha. Rồi bây giờ cháu sẽ bỏ vô trong đèn để mà hơ 60 giây nha. Đèn lớn nè. À, để qua một bên. Sau đó cháu sẽ sử dụng cái đầu dũa. À, cái đầu mới. Tail bit version số 2. Cái này là cái tail bit version số 2 ha. À, rất là đã. Chạy nó sẽ không có bị dính treo nhiều các anh chị thấy không? Cái chải ở bên kia xong và chưa cần phải sử dụng tới cái bàn chải kim loại để mà chải những cái phần treo nó dính cặn ở trong đây đó. Các anh chị biết nó bén tới cỡ nào nhưng mà lại không đứt tay nha các anh chị. Tôi sẽ làm cho các anh chị xem. Đây là cái máy này cho các anh chị thấy. Nó chạy nè, hồi nãy chơi sử dụng có số 1 thôi mà đẩy cuticle rất là nhanh. Bây giờ sau khi xong á là chơi sẽ chạy thử cho các anh chị xem là cái số máy nha. À, cái đèn nó không có bị chớp chớp nha, tại vì ở trong cái live á thì nó chớp chớp vậy thôi chứ ở ngoài cái đèn người ta đứng yên nha các anh chị. Ok, giờ mình sẽ chạy thử cho các anh chị xem nha. Đó. Chạy thử số 1 coi nó có đứng không, nó dừng không? Nó cũng không có dừng nha các anh chị. Nhưng mà cháy muốn nó nhanh hơn một chút nữa. À, số 2 nè. Chưa bao giờ mà dũa những cái gì á mà phải chạy số 2 thôi á. Dũa những cái treo, những cái bột á mà chạy số 2 các anh chị. Có cái máy nào mà nó ngon vậy không? Chưa thấy cái máy nào mà nó chạy ngon vậy luôn á. Đó, mình chạy gì? An toàn. Cái đầu đã an toàn, cái máy nó cũng an toàn. Tốc độ an toàn luôn, các anh chị khỏi lo. Thấy không? Đã ghê chưa? Móng này hả, muốn review là review cũng được nha. Nó màu quá hả, nếu như mà khách hả muốn review cái màu sơn màu khác lên thì mình vẫn review như bình thường nha. Có thể review dưới tháp treo hay là cái treo số 3 của nó, của cái TRX này nè. Review dưới tháp treo, builder treo hay là structure bay treo gì cũng được ha các anh chị. Có nhiều anh chị nói nha, em review bằng bột được nha chị. Nó ok, nếu được, nó không có bị chốc thì hết thì mình cứ làm. Nhưng mà chơi thì chơi cũng lúc nào cũng khuyên đó là mình giữ. Nếu mà hệ thống là treo thì mình xài tất cả các loại treo thôi. Còn bột á thì bột với dip là chơi không có guarantee ha. Nếu anh chị làm được thì anh chị làm thôi. À, móng này tôi trả lời cho chị là feel được nha. Anh chị thấy cái máy chạy đã không? Mình chạy cái số 2 à, mà nó không dừng lại luôn đó anh chị. Mà dũa treo này các anh chị biết không phải mềm thì mềm, nhưng mà nếu mà chạy kiểu này á, thường thường những cái máy khác là nó dừng lại rồi. Máy này thì không dừng ha. Các anh chị xem.
mà chạy ngon chứ sợ không có bị kẹp treo lại nha các anh chị. Tại dũi treo thường thường nó hay bị kẹp, nó bị dính lại đó, là không có dũi được nữa. Thì cái đầu này không bị. Rồi bây giờ này ha, nè, đó số 2 nè, chị tắt đi. Cái này là tắt là on nè, cái chị cứ bấm xuống và giữ nó là nó sẽ tắt. Chữ nó cỡ chừng 2 giây nó tắt ha. Bây giờ mở lên lại nè. Đó, 1 2 nó lên lại ha anh chị ha. Ok, bây giờ mình sẽ dũa xếp sơ. Anh chị bóp phờ cũng được ha, mà các anh chị trà acetone cũng được nha. Cách nào tiện các anh chị thì các anh chị làm. Để đây giống như là mình làm sơn móng lên vậy đó, để sơn màu hay top coat lên cho nó dính cho nó đẹp. Rồi, chị sẽ bỏ cái căn giấy này lên để mình khỏi bụi ha các anh chị ha. Rồi bây giờ chị sẽ trà acetone. Không có muốn bắp thì mình trà acetone. Dưới hơi bụi nè, mình quét bớt bụi ra thôi. Các anh chị có thể sử dụng bàn chải để quét bớt ra nha. Chùi. Bụi dưới thì mình quét ra ha. Bụi nè, đó. Những cái móng clear mình không thấy thì mình cứ quét ra thôi, không sao hết. Móng màu mình không thấy chứ, móng clear thì thấy thì dễ, mình có thể lấy bằng chải mình phủi không. Móng màu mình không thấy thì mình cứ lấy cái cọ dưới này mình phủi ra bớt thôi, thì nó ra bụi rồi. Rồi, ok, bây giờ chị sẽ sử dụng cái line bling line art gel ha. Bling line art gel là cái này. Đó, màu này cũng màu rose gold nè. Bây giờ là chị sẽ làm bằng cái tip nha. Sẽ dễ như thế này. Màu rất là đậm đặc các anh chị. Rồi bây giờ chị sẽ đi qua bên đây, dễ bên hông nè. Ở đây kéo vô. Rất là dễ, miễn cái tay mình có cái trụ á, là mình dễ được. Tay mình có cái điểm tựa ha. Rất là đẹp, làm rất là nhanh. Anh chị thấy không, mình không có cần phải sơn treo ha, không cần phải sơn treo màu, mà kiếm được cái màu mà giống như vậy á cũng khó kiếm nha các anh chị. Cái màu treo á bây giờ mình không biết được là cái màu nó ra như thế nào, cho nên nếu mà cái tip nó có màu sẵn thì nó tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian ha. Nó rất là đậm đặc, chứ chỉ cần quét một đường. Ok ha. Dễ nè. Màu đậm đặc không mấy anh chị? Nhìn đã ha. Rất là đã. Muốn dày có dày, muốn lợt có lợt. Xem được các anh chị, nhiều anh chị sơn treo cũng chậm, cho nên nó là có thể hả, nhiều khi sơn xong hả, mất cả 10-15 phút. Nhiều khi móng dài là có 20 phút. Cho nên mình trong khi đó mình vô, mình bắt tay vô mình sơn liền luôn. Còn ở trên đây là cái ngón này, chị sẽ bỏ cái flex lên, cho nên nó là chị sẽ dễ nó khác một chút xíu. Qua tới bên đây nè. Lấy thêm chút xíu nữa nha.
Rồi, giờ mình làm thêm hai bên nữa nè. Chị thấy mà Jay na dẻ hả, là luôn lúc nào có cái thế như cái tay vậy nè, cho nên rất là vững, không có sợ bị lệch qua một bên luôn á. Nó cứ vậy nè, dẻ một đường thẳng xuống. Rồi bây giờ mình xem lại ha, của design nè, rất là đẹp đó. Bây giờ đưa vô hộp 30 giây. Ok, in the light on inside right here. In the light. Messed up. Got it? Oh no. Paint everywhere. Trời, nó coi đây nè, khách đây nè. Khách mà làm lem tùm lum á là mình phải chùi mình làm lại nha các anh chị. Đó, tập trung nghe phone. Focus on the phone. Nếu nó lem tùm lum mình sửa lại thôi, không sao hết. Rồi, mình sửa lại cũng dễ, cũng hơn. Sơn lại chút xíu nha cả nhà, không sao hết nha. Lên đây. Bị lem nguyên con. Rồi xong. Are you there? Okay, in the light slowly. Alright. 30 seconds. Alright. Rồi xong rồi, chơi hướng dẫn như các anh chị làm mà gắn cái mày xì đào thì em biết nè. Đó, cái này là chơi làm tay này thì nó có cái flex này, nó rất là dễ làm ha. Có cái này thì các anh chị chỉ cần sơn một cái lớp, chơi sử dụng cái GB đó để mà bỏ quét một lớp lên, mình không cần quét lên trên cái glitter tại vì mình không có bỏ cái foil này lên trên cái glitter ha, mình chỉ quét cái phần ở giữa thôi. Sau đó mình sử dụng cái hũ foil này nè, đó cái hũ foil này ha. Nó là rose gold các anh chị. Đó, cái lá design ha, cái là gọi là leaf. Để mình làm. Các anh chị thấy rất là nhanh không? Dễ làm ha. Quá đẹp. Ok, xin giờ đây. Rồi, sau đó là chị sẽ quét một cái lớp G-base. Chị sử dụng cái G-base cho nó dính, cho nó sticky ha. Một lớp mỏng thôi. Và chị sẽ quét nó ở ngay cái phần này nè. Đó, để nó không có bị dày quá. Với lại mình cần là mình cần ở phần giữa chứ mình không có cần phần hai bên ha. Bỏ cái lông ra. Rồi bây giờ mình hơ vô trong đó. Mình lấy 30 giây. Bây giờ là chơi sẽ mở cái này ra. Trong khi chờ đợi chơi sẽ mở cái này ra. Và chơi sẽ gấp với anh chị xài cái này, mua một hũ này chắc xài cả đời quá. Bây giờ mình sẽ gấp cái miếng mỏng mỏng ha. Một miếng bự. Có hai cách, một là các anh chị xé nhỏ ra sẵn, hai là các anh chị lấy một cái miếng như nè, sau đó các anh chị để lên, các anh chị sử dụng cái đầu của cái nhíp á để mình tách ra cho nó tơi tơi ra đó. Okay. Rồi ví dụ như hôm nay một miếng này đi ha, anh chị nói cái này bự quá phải không? Không có bự đâu, bây giờ mình bỏ lên trước hết hả, bỏ lên trước nha. Rồi bỏ lên đây, qua xa xa ra một chút nè, đó. Cái này nè, mình bỏ ra đây. Đó, từ từ thôi, thấy không? Đó, cái này nè, mình hơi đưa nó ra chút xíu. Bắt đầu mình cắt nó nè. Đó, mình đẩy nó ra từ từ. Mình cắt cái chỗ này đi. Lấy nó lên, cho nó đứt ra nè các anh chị. Mình có thể làm bằng cái cách này ha. Mình lấy ngón tay, mình in nhẹ nhẹ lên trên mặt móng cho nó nằm xuống. Khi mình in nhẹ vậy là nó sẽ tự nằm xuống ha. Còn cách thứ hai là các anh chị cứ cắt cái nhỏ nhỏ ra sẵn. Mình cứ sử dụng cái nhíp mình tách nó sẵn ở trong hũ đó, mình đưa lên trên móng thôi ha, rất là dễ làm ha. Rồi bên đây một miếng nữa. À, cái mẫu này quá dễ đúng không các anh chị? Rồi mắt chua là nó nằm xuống ha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ hai nước top coat lên là xong. Rồi đừng có quên bỏ những cái top coat cho những cái móng kia nữa nha. Móng kia mình chưa có bỏ top coat lên. Mình quét ở giữa cho nó hơi dày, sau đó mình sẽ tán ra hai bên. Mình sẽ đưa vô và cho hơn 10 giây trước. Cho 10 giây. Sau đó chị sẽ bỏ thêm một lớp top coat nữa. Rồi chị sẽ bỏ cái lớp này xong, cái bỏ lớp top coat cho hết tất cả các ngón còn lại luôn. Là cái ngón đó nó sẽ rất là bóng.
có mình cái bỏ cái lá design lên rất là bóng ha. Ok, bây giờ mình sẽ quét top coat cho những cái ngón còn lại. Cái gì thấy nhanh không? Quá nhanh đúng không? Cái lúc này các anh chị có thể quét top coat ở dưới nếu mà các anh chị muốn ha. Cho cái màu nó đều ra, cho nó không có bị lằn ở giữa vậy đó mà. Những cái màu sheer thì dĩ nhiên nó sẽ thấy, nhưng mà có một số màu nude ở trong đó thì nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Thì tùy theo tông màu nào các anh chị khách thích thì mình làm thôi. Nhưng mà có cách giải quyết hết đó. Chỉ cần bỏ top coat ở dưới là nó sẽ không có bị thấy màu nữa ha. Đèn 30 giây thì ok, đây là những sản phẩm mà chị đang sử dụng ha. Cái màu này là cái màu số 10 nha. Đó, Tiara X màu số 10. Ở ngoài nó rất là dễ thương. Ở trong hình trong đây thì nhìn thấy cái màu nó khác. À, một chùm một vực cả các anh chị. Cho nên nó làm ở bên ngoài là các anh chị nhìn là các anh chị sẽ mê liền. Đây là có đang có cái deal ha, nếu các anh chị mua hết 13 màu thì có 249 đồng thôi. Còn cái giá lẻ của một hộp đó là 21 đồng một hộp ha. Ở trên website anh chị nào muốn mua, chị sẽ bỏ cái link lên cho các anh chị mua nha. Bảo đảm với các anh chị luôn, giá rẻ nhất thị trường cho số lượng nhiều nhất và chất lượng cao nhất. Nhớ đó, nhớ chị nói đó, ba cái điều về cái sản phẩm Tiara, cái móng úp Tiara X nè. Giá rẻ nhất cho số lượng nhiều nhất và chất lượng cao nhất nha. Rồi, nhìn đi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái cuticle oil lên nha các anh chị. Tay mùa này, trời này trời lạnh cho nên tay ai hình như cũng rất là khô. Rồi xong ha. Rồi như đã hứa, chỉ lên live hôm nay để hướng dẫn các anh chị gắn cái móng úp Tiara X màu ha. Đó, coi nó dễ và nó nhanh tới cỡ nào các anh chị. Rất là đẹp ha. Đây là màu số 10 ha. Rồi nếu anh chị nào mà có thắc mắc về cái mua ở đâu á, cứ chị sẽ bỏ cái link lên trên cái caption, cái phần mô tả đó. Còn không thì chị sẽ gửi link thẳng trực tiếp vào trong cái comment của các anh chị luôn nha. Ok, xin chào tạm biệt nha.